Hello nghe Nam, nên lên cái bông buýt giá rẻ tiền cho anh em lao động hay là muốn về bình chỉnh gì đó tùy theo ý mình nha Nam. Giá 17 năm nha Nam. Xe máy nó cũng ngon, máy im. Xe này anh em báo có rớt đầu ha, có rớt đầu mà nồi còn. Vừa đạp vừa thắng này là không phải nó luôn anh em ha. Vừa thắng có nói là cái xì nòng súng á. Để 7.500 nữa. Trong này cũng còn zin chưa có bắn. Máy ngon nè mình. Xe này có rớt đầu bây giờ không thấy ta. Tôi chửi nó. Xe này lơ mơ chưa rớt đầu luôn anh em ơi. Dòm ốc rồi. Để câu kỹ lên cái nó báo rớt đầu đó. Giờ mà thấy dấu à, rớt cậy rồi mày. Mày cứ phán 17 năm đấy, sếp coi có má nổi làm biến quá, xe trả tiền rồi biến quá. Giờ có dấu đấy. Con bọng kích chịch máy im rua. Con nó thì nó con vàng đôi quýt mà đó. Vô xe cọp đi rồi anh em mình soi anh em ơi ha. Giá này coi như bán rớt đầu đó. Anh em mua về hết xui. Câm nền đổ ok nè. Sáng trưng nha. Bạc sơn nó còn sáng nè. Giá này mua về chở đồ mạnh bà cố luôn. 125 mà. Chỉnh anh tiền nó lớn chút nữa. Nhỏ xíu à. Máy ấm lắm anh em. Không, máy đứng sát bên nghe, đang nổ. Máy lạc giặt tại về em thích thì thay lại ha. Bán cho anh em là xe hên xui luôn, 17 năm rẻ quá rồi ha. Xe này em bán mua lại lớn nha anh em, được giá thì mua anh em ha, khỏi trả ha. Rồi, cảm ơn anh em. Ai ngay cái hệ của mình thì liên hệ trường nha. 0961 374 375. Rồi, xin cảm ơn anh em.